Đàn ông ngoại tình, một người không chung thủy, cả hai người đều có trách nhiệm. Vốn dĩ không có cái gọi là nạn nhân. Cô và tôi đều không phải là nạn nhân. Cô biết mà. Cho nên tôi quyết định rời khỏi đây Vi. Vậy anh có biết hay không? Tôi bỏ đi không phải để thành toàn hai người, vì tôi biết rõ cô sẽ không bắt đầu với ảnh một cách dễ dàng. Tôi thậm chí còn không thèm xem xét. Thế sự khó đoán lắm. Nhưng cô nói đúng, nếu một mối quan hệ vượt quá hai con người, vốn dĩ không có cái gọi là nạn nhân. Là tại tôi đã luôn chiều theo ảnh, không lên tiếng cho ảnh lăng nhăng ở bên ngoài, cho nên tôi tuyệt đối không phải là nạn nhân. Trái lại, ở trong một mối quan hệ tay ba, không thể nói người đến sau là người thứ ba, không phân biệt trước sau. Người không được yêu ngay từ đầu chính là người thứ ba. Vào thời điểm tôi khổ sở nhất, không phải tôi chưa từng nghĩ tới việc đi trả thù, đi phá hoại giống như cô. Nếu tôi muốn làm vậy, chắc chắn tôi có thể tàn nhẫn hơn cô. Nhưng tôi thà rằng lựa chọn làm một chuyện mà cô không làm được, chính là khéo léo rút lui. Tại tôi đã nhận ra quá muộn. Từng yêu thật lòng thì nên từ bi hơn, cùng chịu trách nhiệm cho việc mối quan hệ tan vỡ. Tỉnh táo hơn cô, có thể buông tay kịp lúc. Tôi nghĩ đó đã là điểm duy nhất nổi trội hơn cô của tôi, và đó cũng là cách duy nhất khiến Davy có thể mãi mãi nhớ đến tôi. Cô bảo trọng.